Ôi, xin chào quý vị nha, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình lại về vườn, về trang trại của mình để tạo tác những tác phẩm cổ của mình. Để các bạn nhìn thấy không, tác phẩm của mình ngày xưa là một tác phẩm rất là cổ kính, tác phẩm cổ nhé, của những người xưa họ chơi rất là công phu. Họ chơi bằng một cái cành bé tí. Đây, quý vị nhìn thấy không? Với cái lối chơi của họ thì đây mình mới tùm mình mới phải cắt hết lá này. Bây giờ lấy lại răm chi bông của quý vị ạ. Mình vẫn phải những cái tác phẩm gọi là cột kèo. Cột kèo đây là bọn mình ngày xưa mình chơi gọi là những cái tác phẩm cột kèo nha quý vị nhé. Đây mình quay gần lại cho quý vị xem, đây là mốc da vàng, da đồng nhé, mốc da đồng, xanh, xanh làm điển nha quý vị nhé, quý vị nhìn theo, cực kỳ luôn, đây, mốc da đồng của quý vị này, và bám hòn đá rất là tự nhiên, không hề có một chút xi măng hay là một chút bàn tay của con người, chỉ có bàn tay của con người, của nghệ nhân đưa hòn đá mà thôi. Đây quý vị nhìn theo, đây mấy cái vết tích của người xưa người ta đã đưa cho cây đá đấy quý vị này, đây rất là này. Quý vị nhìn thấy cái bộ rễ này chặt viên đá này, rất là nghệ thuật, rất là công phu nhé, không hề có một chút nào là của bàn tay con người cho một chút xi măng vào vào để rất là tự nhiên, những cái rễ nó vào rất là tự nhiên quý vị nhé. Và cây đã được mọc đi y quý vị nhé, tức là hóa thạch thì quý vị nhé, mọc đi hóa thạch. Mình quay nó bị ngược sáng một chút, quý vị hết sức thông cảm. Và những cái tay này rất là công phu của nghệ nhân. Và về với mình đâu khoảng gần 30 năm nay, nhưng mà mình cũng chỉ mới làm được có mỗi mấy cái bông thì bây giờ là mình phải cắt bỏ hết để làm lại, làm kỹ lại quý vị nhé, làm kỹ lại bông chi, phải làm kỹ lại quý vị. Đấy, đây là những cái này là đều phải cắt bỏ hết để làm kỹ lại các cái răm chi, quý vị nhìn thấy phải cắt bỏ đi, giật đi để làm kỹ lại các cái răm chi quý vị. Những cái này là có một số cành là mình phải nuôi cho nó bật mầm nên mình mới giật lại quý vị ơi, chứ không thể là để được như thế này. Bây giờ mình mới cắt gọi là sơ để nuôi xong, bắt đầu là để cho mầm nó bật thì lúc đấy mình mới để quay kỹ cho quý vị xem các cái đường nét rất là cổ kính, cột kèo quý vị nhá, thành một cây ba thân tam đa rất là tự nhiên, và chơi một cái lối giáng đình, chơi một lối cột kèo theo cái lối mái mũi hài. Quý vị nhìn thấy những cái giáng đình, đây những cái đình, cột đình nhà, và đây là những cái kèo của cái mái đình, quý vị nhìn thấy rất là đẹp. Và cái lối chơi của các cụ ngày xưa rất là tuyệt vời quý vị, rất là tuyệt vời, họ chơi rất là tinh tế và rất là có ý nghĩa nhá quý vị ạ. Một cây đây mình quay xa cho quý vị xem, đây mình quay như thế này hơi bị ngược nắng quý vị nhá. Đây một cây đa giác đình đấy, quý vị nhìn thấy không, rất là tuyệt vời.
rất là già quý vị này. Mình rất thích họ vào đá theo cái lối cổ ngày xưa quý vị, rất cổ kính. Đá thì nguyên khối một cục và đá cổ nha quý vị nhá. Những cái viên đá cổ rất là đẹp. Quý vị nhìn thấy viên đá cổ đẹp chưa? Rất là đẹp. Mặc dù các nghệ nhân bây giờ hay cũng như là mình cũng đã từng vào rất nhiều những cái cây vào đá, nhưng rồi kết cục lại nó vẫn phải chơi theo cái lối cổ của ngày xưa quý vị ạ. Lối vào đá cổ của ngày xưa, họ không ghép nhiều viên đá thành một viên, mà họ chỉ tìm những viên đá có hồn đưa vào tác phẩm, chỉ một viên, và chỉ một viên họ đưa vào cây và không hề có một chút xi măng nào. Quý vị thấy họ chơi rất là tinh tế, chơi rất là công phu, đi nhặt từng viên đá, chọn từng viên đá ưng ý cho mình, xong rồi về để tích trữ trong nhà. Đến một lúc nào đấy họ thấy có một cái cây nào đó hợp với cái hòn đá đấy thì họ sẽ đưa viên đá đấy, một là ngồi đá, hai là cái cây nằm treo leo trên vách núi, họ tạo lên một cái hòn đá vô hồn, trở thành một viên đá có hồn nha quý vị nhé. Rất là đẹp, quý vị nhìn này, cái hòn đá rất là đẹp, mặc dù không hề có một chút bàn tay của con người, nhưng tác phẩm vào đá rất là đơn giản nhưng lại rất là tinh tế, rất là mỹ thuật và rất là nhìn rất là ưa nhìn. Cái đường nét và cái rễ của cây ôm chặt vào viên đá và thể hiện những năm tháng trường tồn của tác phẩm. Quý vị đã nhìn thấy không? Đây cái rễ này, quý vị nhìn thấy cái rễ, mình quay gần cái rễ này. Rất là nhìn rất là mê hồn quý vị. Đi như thể là một con suối, rễ ôm theo con suối chảy xuống làng bản, buôn bản, buôn làng, rất là đẹp. Đây quý vị nhìn thấy không? Rất là đẹp. Đây mình phải lược, cắt lược, lược bỏ những cái gì mà nó không hợp lý đi quý vị nhé. Cắt bỏ những cái gì mà nó không hợp lý đi. Những cái này mình phải nên cắt để cho nó chảy nhựa ra. Chắc khi nào mà nó chảy nhựa ra thì lúc đấy là cây nó sẽ đầy kín cái vết sẹo rất là đẹp quý vị nhé. Như cái vết sẹo này đấy, kín rất là đẹp. Những cái này là nó không được đẩy lên thì mình phải đem, mình lấy dao sắc hoặc là kéo mình cắt thật sát vào để nó chảy nhựa ra quý vị nhé. Khi nào nó chảy nhựa ra thì mới là được quý vị. Cái cây rất già, cây rất già quý vị, cây già cốc đấy luôn. Mọc đi mấy cái vết này là hồi trước là bị sâu nó đục quý vị ạ, bị sâu đục thân nó đục này, mình phải lút đây, mình cho nút lại để mình bơm thuốc sâu vào đây, và bây giờ con sâu nó đã chết và tác phẩm lại tươi tốt quý vị nhé. Cái chơi này rất là công phu, rất là công phu. Đấy, quý vị phải làm sao cho tác phẩm nó bị thì quý vị lên là cắt cho nó bật nhựa, thì lúc đấy giống như cái vết thương bật nhựa ra thì lúc đấy quý vị sau này khô một vài tiếng sau nó khô nhựa đi, khi nào nó như khô cái nhựa không còn chảy ra nữa thì lúc đấy các bạn bôi keo liền ra vào. Đấy, những cái tác phẩm để đời quý vị, tác phẩm này ngày xưa mình mua rất nhiều tiền, mua quá nhiều tiền, mua rất nhiều tiền.
bảo nói thì có một số bạn không chơi cây thì không biết những tác phẩm này mình mua tầm độ khoảng hơn 700 triệu quý vị ạ. Quý vị không tưởng tượng được đâu, là nói 700 triệu quý vị tưởng là to, nhưng mà cái thời đấy bọn mình bán được đất, bán được nhà mấy chục tỷ, bọn mình đổ ra mua cây mà mua không nhanh là người khác người ta mua mất quý vị nhé. Thì đúng là một cái xe ô tô thì các bạn có thể là tìm đại lý nào cũng mua được. Thích ô tô gì cũng có, Lexus, Camry hay là hơn nữa là siêu xe Audi, Ferrari hay là dòng Phantom, thì thấy các bạn có thể bỏ ra vài chục tỷ các bạn mua thì chỉ sợ không có tiền. Nhưng riêng cái cây mà đẹp, cây già thì các bạn có tiền cũng không thể có duyên để sở hữu được tác phẩm đẹp quý vị nhé. Đấy. Và mỗi cây á, nó không như thể là cái xe ô tô nó sản xuất là xe hàng loạt, mà mỗi cây nó có một vẻ đẹp khác nhau. Cây 100 triệu có cái kiểu đẹp của 100 triệu quý vị nhé. Cây 1 tỷ có kiểu đẹp của 1 tỷ và cây 10 tỷ có cái kiểu của 10 tỷ. Và cái cây cả 100 tỷ thì nó cũng có cái kiểu đẹp của 100 tỷ quý vị ạ. Mà các bạn ấy, bỏ ra 40-50 tỷ mua một cái dòng Phantom về, siêu xe về, không ai đến xem, không ai đến ngắm, không ai đến chơi. Nhưng quý vị chỉ cần mua một cái cây được khoảng 1 tỷ gì, các bạn biết không, mời cả 1000 khách đến ăn và để thưởng thức cây quý vị ạ. Và đến ăn miễn phí chứ không phải là đến ăn để mà đấy quý vị theo đấy. Những người ta chơi cây người ta không quan trọng đến cái chuyện ăn uống đấy, quý vị nhìn thấy không? Đấy, người ta mua chỉ 1 tỷ một cây nhưng rất nhiều người đến để chơi, để xem, để thưởng thức và để chúc mừng, rồi cũng là để coi như là ca ngợi, để thán phục những con người bỏ tiền ra để mua những cái cây đẳng cấp. Này, chứ còn nếu các bạn có tiền mà các bạn mua cái siêu xe thì quá bình thường, chả có gì. Mình tạm chia sẻ đây, dừng video đây nha, để sau này quý vị nào có yêu mến kênh của mình thì cố gắng đăng ký và ủng hộ kênh cho mình nha, quý vị subscribe cho mình nha. Xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị một video gần nhất.